Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Hội đồng nhân dân huyện năm Căn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ ba chuyên đề thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện về công tác cán bộ. Kỳ họp tiến hành cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Lê Văn Ngời do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ mới đồng thời giới thiệu bầu bổ sung ông Quỳnh Minh Kiên, Phó Bí thư Quyện ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Nam Căn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Quỳnh Minh Kiên cảm ơn sự tín nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện. Với nhiệm vụ được giao, đồng chí hứa sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, chung sức đồng lòng với tập thể thành viên Ủy ban Nhân dân Quyện, chỉ đạo điều hành đưa Quyện Nam Căn không ngừng phát triển đi lên. Cũng trong hôm qua, Hội đồng nhân dân Quyền Đầm Dơi khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề thực hiện thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện về công tác cán bộ. Kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Chí Thiện để đảm trách chức vụ bí thư huyện ủy đồng thời giới thiệu bầu bổ sung đồng chí Lê Minh Hiền, Phó Bí thư huyện ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện Rầm Dơi còn biểu quyết thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2022. Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tổ chức kỳ họp thứ 5 chuyên đề để thông qua một số tờ trình dự thảo nghị quyết về quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Sau khi thảo luận cho ý kiến, các đại biểu đã thống nhất thông qua các nghị quyết về đồ án quy hoạch xây dựng dùng quyển Phú Tân đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cái Đôi Giàm đến năm 2030. Bên cạnh đó, cũng thống nhất thông qua nghị quyết cho sử dụng nguồn thu dược từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021. Nghị quyết về việc thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế xã hội quyền phú tân năm 2022 đối với chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản. Chiều hôm qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân quyền U Minh tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý đất công, đất hộ dân hiến, xây dựng trường học, đất phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn quyền. Thời gian qua, huyện U Minh xảy ra tình trạng đất công bị lấn chiếm trong thời gian dài với diện tích lớn nhưng chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Nhiều địa bàn khu đất có lịch sử phức tạp, tình trạng chuyển đổi sử dụng đất sai mục đích còn diễn ra, từ đó ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thất thoát trong thu ngân sách ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa nói chung, xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng. Tại phiên họp, lãnh đạo các xã thị trấn giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc quản lý đất đai, đồng thời đưa ra giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắt trong công tác quản lý đất công ở địa phương. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện chỉ đạo các ban ngành liên quan cùng với các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra thực tế, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến đất đai, nhất là đất công. Ngoài ra, các quỹ chính quyền các xã thị trấn tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, không để phát sinh thêm vấn đề phức tạp. Các ban tổ và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường giám sát trên lĩnh vực này, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp. Hôm qua, đoàn công tác của Cục Kiểm Lâm có chuyến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Dương Quốc gia U Minh Hạ vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích gần 9.000 hecta. Đến thời điểm này đã có khoảng 5.000 hecta rừng bị khô cạn, trong đó có gần 2.000 hecta rừng đang dự báo ở cấp cháy cao. Từ đầu tháng 3, đơn vị đã bố trí nhiều tổ máy bơm cùng lực lượng ứng trực tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, đồng thời lắp đặt thử nghiệm camera quản lý lửa rừng, tổ chức thực tập giả định tình huống cháy rừng, hợp đồng thêm lực lượng để tăng cường cho những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Thời điểm này là chưa phải là trọng điểm, cao điểm mới chỉ ở gấp 3 cấp 4. Tuy nhiên là trong thời gian tới thì vườn cũng đã có những phương án rất cụ thể từ bố trí 11 cái tổ đội trực chiến ở các khu vực trọng điểm cũng như là các cái tổ đội lưu động khi cần thiết và bố trí hệ thống trang thiết bị phương tiện cũng khá là đầy đủ với những máy bơm luôn luôn được uh, giả soát cũng như là kiểm tra hàng ngày uh, có khởi động để mà kiểm tra các cái sự vụ khi có trường hợp xảy ra thì có thể ứng cứu kịp thời thì thấy rằng là cái việc mà chuẩn bị cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 của vùng là rất là bài bản. Những ngày tới bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng sẽ rất cao. Do đó, cục kiểm lâm yêu cầu vườn quốc gia U Minh Hạ bố trí lực lượng phương tiện để thực hiện tốt công tác này. Khi cần thiết, Cục Kiểm Lâm sẽ điều động lực lượng phương tiện của Chi Cục Kiểm Lâm dùng 3 đến hỗ trợ. Ngoài ra, đề nghị đơn vị cũng thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm Lâm để chủ động ứng phó. Lực lượng kiểm lâm ở các địa phương thì cũng phải ứng phó cũng như là bố trí các cái lực lượng để hỗ trợ cho các cái đơn vị chủ rừng. Trong khi có cái ảnh hưởng của cái biến đổi khí hậu thì có thể là xảy ra những cái vụ cháy chúng ta phải nắm bắt kịp thời xử lý nhanh để giảm thiểu nhất cái thiệt hại về rừng cũng như là về các hoạt động của môi trường đây là những nội dung mà cục kiểm lâm mong muốn trong thời gian tới tất cả lực lượng kiểm lâm toàn quốc cũng như lực lượng kiểm lâm cà mau là những cái đơn vị nòng cốt ở địa phương thì chúng ta sẽ làm những công việc giúp cho các cái chủ rừng cũng như là giúp cho địa phương các cái khu vực trọng điểm cháy của mình được tốt hơn cũng trong chuyến kiểm tra lần này lãnh đạo cục kiểm lâm còn chỉ đạo chi cục kiểm lâm cà mau thường xuyên kiểm tra nhắc nhở chủ rừng chủ động các biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường lực lượng phương tiện để hỗ trợ cho các chủ rừng khi có tình huống xảy ra Tuy mới bước vào mùa khô nhưng nhiều tuyến lộ giao thông ở huyện Trần Văn Thời có dấu hiệu sụp lúng sạt lở, cản trở việc đi lại giao thương của người dân. Đặc biệt tình trạng này xuất hiện nhiều ở xã Khánh Bình Tây Bắc là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sụp lúng sạt lở trong mùa khô vừa qua. Tuyến lộ giao thông nông thôn nằm cạnh kênh dân quân có chiều dài hơn 1 km, ngang từ 1,5 đến 3 m, hiện nay có nguy cơ sụp lúng rất cao. Mặc dù xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nhưng mực nước trên kênh chỉ còn từ 0,5 đến 0,7 mét. Với thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, kênh sẽ khô hạn nhanh và nguy cơ sụp lúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều đáng nói là tuyến lộ này cũng đã từng xảy ra tình trạng sụp lúng rất nghiêm trọng. Hiện tại cũng đã xuất hiện nhiều vết nước trên mặt lộ. Trước thực tế đó, địa phương đã lắp các biển cảnh báo nhằm tránh những vụ té ngã, gia chạm giao thông có thể xảy ra nếu mà trong thời gian tới thì tiếp tục trời phải nắng gắt, à, từ đó thì về phía xã chúng tôi cũng đã thứ nhất là phải tuyên truyền vận động người dân à, thực hiện các cái biện pháp để gia cố à, sửa chữa các cái, cái, cái điểm mà sụt, sụt lún nhỏ à, để bảo vệ các cái trục đường giao thông nông thôn. Thứ hai nữa thì à, kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà đưa sáng quốc để nào vét đất từ lòng sông. Tuyến đường nhựa cấp 5 đồng bằng, co sáng, cơi 5 đá bạc, có chiều dài hơn 7 km, cũng nằm trong tình trạng tương tự. Mực nước trên sông nằm cạnh tuyến đường bị khô cạn khoảng 2 phần 3, nắng nóng như hiện nay thì không bao lâu nữa sẽ khô cạn hoàn toàn. Trong khi đó, nhiều đoạn cũng đã xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Trước nhiều tuyến đường giao thông có nguy cơ sụp lúng sạt lở, địa phương đã và đang thực hiện các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở và cảnh báo người tham gia giao thông nên lưu ý khi đi trên những tuyến đường này khuyến cáo với bà con là mình cũng hạn chế về cái tình trạng ngủ bia à, chạy trên những cái tuyến đường mà mà đã có dây cảnh báo và có bảng cảnh báo của, của của địa phương thì mình cũng à, nhờ tuyên truyền nhắc nhở với bà con là những nơi đó có nguy cơ sạt lở thì mình nên hạn chế đi những cái tuyến đường đó. Đối với quá trình lưu thông người dân thì các cái tuyến đường mà có nguy cơ sụt lún, sạt lở thì về phía xã chúng tôi cũng sẽ căng dây cảnh báo trước cho bà con. Thứ hai nữa khuyến cáo bà con nhất là đi vào ban đêm thì bà con phải chú ý những cái điểm mà đã được cảnh báo. Thứ hai nữa thì hạn chế đến mức thấp nhất là cái cái việc mà bà con nhân dân sử dụng rượu bia khi lái xe thì đi qua các cái điểm mà có nguy cơ sụt lún sạt lở hoặc là các điểm sạt lở thì nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất là cao. Trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Giang Thời, có 25 km đường nhựa, tiêu chuẩn cấp 5 đồng bằng và hơn 100 km lộ giao thông nông thôn nối liền các ấp sớm. Theo dự báo của ngành chức năng, mùa khô năm nay, tình trạng sụp lúng sạt lở tiếp tục sẽ xảy ra với chiều dài khoảng 14 đến 15 km. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trong kỳ điều chỉnh lần này, mỗi lít xăng E5-92 tăng 2.910 đồng lên 28.980 đồng mỗi lít, trên 95 tăng 2.990 đồng một lít lên 29.825 đồng mỗi lít. Đây là lần thứ bảy giá xăng tăng liên tiếp và lên mức cao nhất lịch sử từ năm 2005 đến nay, giá dầu cũng tăng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm qua. Cụ thể, giá dầu DO tăng 3.950 đồng một lít, lên mức 25.260 đồng một lít. Dầu quả tăng từ 19.970 đồng một lít, lên mức 23.910 đồng một lít, tăng 3.940 đồng một lít. Giá các mặt hàng xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng rất mạnh nên kỳ điều hành lần này, liên bộ công thương tài chính không trích quỹ bình ổn mà tăng mạnh mức chi quỹ này, nhất là với xăng RON 95, E5, RON 92 và dầu diesel để kiềm giá. Việc này đảm bảo giá xăng dầu trong nước theo diễn biến giá thế giới nhưng mức tăng thấp hơn, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường. Theo báo cáo từ Chi cục Thủy sản tỉnh Thành Quá, hiện địa phương có khoảng 1.200 tàu không hoạt động khai thác thủy sản. Nguyên nhân tàu cá nằm bờ được cho là do giá xăng dầu và chi phí vật tư đầu vào tăng mạnh. Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến là một trong những cảng cá lớn của tỉnh Thanh Quá, với khoảng 200 tàu công suất từ 800 CV đến 1.000 CV, thường xuyên tra vào Năm nay do giá dầu tăng cao, mỗi chuyến dương khơi không đủ chi phí tiền dầu, thậm chí phải bù lỗ hàng trăm triệu đồng, nên các chủ tàu đều phải quyết định nằm bờ, chờ giá dầu bình ổn trở lại mới có kế hoạch dương khơi bám biển. Tàu nằm bờ nhưng mọi chi phí về nhân công, ngân hàng, bảo dưỡng, chủ tàu vẫn phải chi trả thường xuyên nên gặp không ít khó khăn. Đi 11 ngày mà được 120.000 hết 6.000 lít dầu, đi về chưa đủ tiền dầu, còn lỗ tiền lương lỗ hơn trăm triệu tiền lương tình hình nhờ biển được cạn kiệt đề nghị với nhà nước là coi hỗ trợ cái giá dầu cho anh em để bám biển để giữ biển đảo hải sa hay đảo nhưng bây giờ tình hình là nó rất khó khăn về kinh tế tàu em nằm bờ từ tới giờ đây là cái chuyến biển em đi đầu tiên mà đi 12 ngày về cái, cái chi phí nhiên liệu trong cái chuyến biển nó rồi hết khoảng 10 000 lít dầu với cái giá xăng dầu hiện nay thì nó rơi vào cái chi phí khoảng độ hơn 200 triệu cái giá trị sản lượng mình khai thác thì, thì bán được khoảng độ 100 triệu. Còn tỉnh Thanh Hóa thì hiện tại chúng ta là có 6.694 tàu cá. Và theo báo cáo của chính quyền địa phương thì đến thời điểm hiện nay là có 1.200 tàu cá là không thường xuyên đi thác thác. giá xăng dầu tăng cao thì làm tăng các cái chi phí chuyên biển nên cho nên là các cái tàu thuyền khi tham gia khai thác là cái chi phí đã tăng lên rất cao. Thì từ những cái nguyên nhân như trên thì chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để nghiên cứu có đề xuất những cái giải pháp và để tháo gỡ những cái khó khăn nêu trên trong cái thời gian tới. Toàn tỉnh hiện có gần 6.700 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 1.172 tàu đánh bắt xa bờ, còn lại là tàu dùng lộng và gần bờ. Hy vọng thời gian tới, giá xăng dầu sẽ bình ổn trở lại để ngư dân được tiếp tục dương khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo chấp thuận cho 5 doanh nghiệp sản xuất ớt tươi của Việt Nam được đăng ký xuất khẩu sang thị trường này. Đây là 5 doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch trở lại sau một thời gian Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam. Cục Bảo vệ thực vật sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng gói, có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu trong dự thảo nghị định thư đồng thời đáp ứng yêu cầu về xử lý kiểm dịch thực vật bằng methyl và xử lý lạnh. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án sản xuất thuốc Onsen Tamivir với công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long phòng chống dịch cúm AH5N1. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố hai bị can nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế, gồm Dương Quy Liệu và Nguyễn Nam Liên, cùng là nguyên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính. Trước đó, Nguyễn Nam Liên đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ công ty Việt Á đơn giá ký xét nghiệm COVID-19. Bộ Công an xác định một số người liên quan tại Bộ Y tế đã có hành vi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Ocentamivir với công ty dược Cửu Long, không kiểm tra làm rõ việc công ty dược Cửu Long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền 3,848 triệu đô la được giảm giá mua nguyên liệu để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Sơn La vào Đắk Nông. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2020, nhờ Sùng A Súa kết nối, Thảo Thị Lan thỏa thuận sẽ mang ma túy từ Sơn La vào Đắk Nông bán cho mùa thị xua, Lang đã rủ thêm sòng thị số và mùa thị vũ cùng tham gia. Sau đó, ba đối tượng đã mang 4 bánh heroin và gần 2 kg ma túy đá vào đắk nông giao cho xua. Tuy nhiên, khi cả nhóm đi đến địa phận xã Đắc Răng, huyện Đắc Long thì bị bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Thào Thị Lan, Mùa Thị Xua cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên phạt Mùa Thị Vũ mức án tù chung thân. Sùng A Súa 20 năm tù, Tráng A Báo 14 năm tù và Giàng Thị Mái 9 năm tù. Thưa quý vị, từ lâu giới tỉnh dùng cao Tây Bắc, Qua Bang đã trở thành biểu tượng cho giấy đẹp thuần khiết của người con gái Thái. Tháng 3 về, Qua Bang đua nở khắp núi rừng, bản làng, khu phố, gợi nhớ một truyền thuyết xa xưa về mối tình thủy chung son sắc của nàng bang Chàng khum mà người dân dùng cao vẫn kể lại đến bây giờ. Hoa ban thường bắt đầu nở từ khoảng giữa tháng 2 đến tháng 3 là thời điểm hoa nở rộ nhất. Trong nhiều năm trở lại đây, cây hoa ban cũng được lựa chọn là cây trồng đô thị. Do vậy, việc chăm sóc loại cây này cũng được thành phố Sơn La đặc biệt quan tâm. Nói chung là mọi năm thì hoa ban nó ra thì đúng mùa thì mọi người dân đến đây chụp ảnh rất là nhiều nhưng năm nay thì dịch bệnh với cả là hoa ban cũng là muộn hơn mọi năm thì cũng có phần ít hơn. Những ngày này, đông đảo du khách nơi xa vẫn tìm về miền Tây Bắc để hòa mình vào lễ hội Hoa Ban. Vài năm gần đây, trong phát triển du lịch của các tỉnh Tây Bắc, thì Hoa Ban trở thành hình ảnh đẹp là biểu tượng để giới thiệu đến du khách gần xa về một miền đất thanh bình, thân thiện và mến khách thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyển động ngày mới hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai thân ái chào tạm biệt